Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Đinh Mùi là những người sống vì tập thể, luôn có tinh thần trách nhiệm cao với mọi người xung quanh. Tuổi Mùi mệnh thủy có nhiều nguyên tắc sống, vì thế mọi người xung quanh thường hiểu lầm rằng họ là những người lạnh lùng, nghiêm khắc. Thật ra nếu tiếp xúc nhiều, bạn sẽ thấy họ rất vui tính và hài hước. Mệnh chủ tuổi Đinh Mùi luôn mang đến niềm vui, tiếng cười cho những người thân xung quanh họ. Họ cũng là người ham học hỏi, có hiểu biết chuyên sâu về nhiều lĩnh vực, nhưng không bao giờ phô trương ra bên ngoài. Bên cạnh đó, họ rất coi trọng chữ tín và danh dự của bản thân, tuyệt đối không làm những việc sai trái, ảnh hưởng đến người khác. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Đinh Mùi trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các bác tuổi Đinh Mùi trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Người tuổi Đinh Mùi 1967, mệnh Thiên Hà Thủy, tính cách của họ cũng giống như dòng nước, êm đềm, hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên người khác vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói rằng người tuổi Đinh Mùi là những người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn, hợp tác cùng với người khác. Vận mệnh được người tuổi Đinh Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra, mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc, bền lâu. Tử vi tháng 6 năm 2021 thấy rằng tuổi Đinh Mùi có nhiều xui xẻo ở mọi khía cạnh. Những sao xấu trong tháng sẽ gây ra tổn thất về tài chính nhất định và sức khỏe cho quý gia chủ. Trong sự nghiệp, với những người tự làm chủ, các bác sẽ chịu những áp lực rất lớn, có thể gặp phải cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Dù các bác có nhiều cố gắng, nỗ lực để đạt được mục tiêu mà mình đề ra, nhưng đường nhân duyên không tốt, các mối quan hệ xã giao bị thu hẹp cùng với khả năng ứng xử chưa được linh hoạt, khôn khéo nên dễ làm mất lòng của đối phương, chuyện đã khó càng thêm khó. Tháng này, quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho các bác, giúp các bác nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân mình. Song nếu suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì chưa chắc các bác có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sự tính toán nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Các bác tuổi Đinh Mùi nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống của các bác mới dễ thở, mới đón thêm được nhiều điều may mắn. Đinh âm hỏa gặp ất âm mộc nên được gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, gia chủ tuổi Đinh Mùi cần chú ý về cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông, đổ biển. Quý gia chủ cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình. Đặc biệt trong năm 2021, tuổi Đinh Mùi nằm trong bố tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa,
vô hỷ, ắt hữu họa. Ý chỉ thái tuế đào đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Đinh Mùi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài, thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của cây phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Mùi. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Đinh Mùi trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Với các bác tuổi Đinh Mùi, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết các bác đã thảnh thơi hoặc làm ít dần, hoặc đã nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu các bác vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, các bác nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Gia chủ tuổi Đinh Mùi đã bước sang tuổi 54, nên dành thời gian để nghỉ ngơi, dưỡng sức sau những ngày làm việc căng thẳng, tránh những sự cố về mặt sức khỏe đến với các bác. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung soát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với các bác, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với các bác. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Các bác tuổi Đinh Mùi nếu không biết cân đong, đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng sẽ cháy túi. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền, hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà các bác tuổi Đinh Mùi cần phải đối mặt. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Thứ ba, về mặt tình cảm, giàn hậu. Theo tử vi 2021, tháng 6 âm lịch, chuyện tình cảm của những người tuổi Đinh Mùi khá ảm đạm. Bản mệnh không thường xuyên dành thời gian cho gia đình. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Đinh Mùi dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Gia đình các bác vào tháng này cũng sẽ gặp một số chuyện không hay, có xảy ra xích mích nhẹ giữa con cái và cha mẹ. Các bác nam tuổi Đinh Mùi là chủ gia đình, tiếng nói của các bác sẽ được tôn trọng, nên đừng ra để giải quyết mâu thuẫn. Các bác nữ tuổi Đinh Mùi là người mẹ, người vợ trong gia đình. Bác cần phải ôn hòa trong lời nói, cư xử, hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo. Cho nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Đinh Mùi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn tới nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những bác tuổi Đinh Mùi còn năng độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 6 âm lịch cho rằng, trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn với các bác tuổi Đinh Mùi. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe của các bác đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do các bác chủ quan không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Các bác cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Các bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Đinh Mùi sinh năm 1967. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 6 âm lịch.
để các bác tuổi Đinh Mùi có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm xa trung kim, tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hải tý và tuất, tuyệt sửu. Đối với người tuổi Đinh Mùi trong tháng 6 sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 6, từ ngày 16 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, Ất Sửu, nạp âm, hải trung kim. Thứ hai ngày âm lịch 19 tháng 6, từ ngày 28 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Đinh Sửu, nạp âm, giản hỏa thủy. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi Đinh Mùi tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch 12 tháng 6, tức ngày 21 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, canh ngọ, nạp âm, lộ bàng thổ. Thứ hai, ngày âm lịch 24 tháng 6, tức ngày mùng 2 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, nhâm ngọ, nạp âm, dương liễu mộc. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bác tuổi Đinh Mùi trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.